Xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã quay lại với kênh của mình. Xin mọi người hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh, nhấn vào cái chuông để cập nhật những video mới nhất. Và hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người những nút của YouTube dành cho người sáng tạo như thế nào. Ví dụ như là nút bạc, nút vàng, nút đồng, nút chì, nút kim cương, nút mũ, nút nhựa, nút đá, nút gì tùm lum đó. Thì nó gồm có bao nhiêu nút. Hôm nay mình sẽ giới thiệu và chia sẻ với mọi người từng nút để cho mọi người hiểu. Ai đã làm YouTube thì đã biết, còn anh em nào không có làm YouTube á, thì cũng không có nắm rõ cái vấn đề này. Thì mình xin chia sẻ với mọi người bao nhiêu subscribe thì được nút gì. Và sau đây mình xin chia sẻ các giải thưởng mà YouTube dành cho người sáng tạo. Giải thưởng nhà sáng tạo YouTube hay thường biết đến với tên gọi là nút play YouTube là một chuỗi quà tặng từ YouTube, đóng vai trò công nhận cho các kênh phổ biến nhất của mình. Mỗi kênh được xem xét trước khi trao giải để ban giải thưởng đảm bảo rằng kênh tuân thủ nguyên tắc cộng đồng của YouTube. Khi một kênh YouTube được xác minh đạt đến một mốc cụ thể và được coi là đủ điều kiện cho giải thưởng người sáng tạo trên YouTube, họ được tặng một chiếc cúp có hình dạng biểu tượng nút play. Các chiếc cúp có kích thước khác nhau, mỗi nút và màu sẽ khác nhau nếu lượng người đăng ký kênh càng nhiều. Hiện tại có 5 cấp độ phần thưởng khác nhau như sau. Giải thưởng nhà sáng tạo nút play bạc dành cho kênh vượt mốc 100.000 người đăng ký. Phiên bản cũ được làm bằng hợp kim đồng Niken, mạ Niken. Phiên bản mới tính đến ngày 1 tháng 3 năm 2017 là 92% Niken, 5% carbon và 2,5% kẽm, với một ít các kim loại khác với tên của kênh được in trên ngăn kính phía trước của chiếc cúp và được thiết kế phẳng gọn hơn. Thứ hai là giải thưởng nhà sáng tạo nút play vàng dành cho kênh vượt mốc 1 triệu người đăng ký. Nó được làm bằng đồng mạ vàng. Giao diện nút play vàng nằm trong một hộp cửa sổ với tên của kênh được in trên ngăn kính phía trước chiếc cúp. Thứ ba là giải thưởng nhà sáng tạo nút play kim cương dành cho kênh vượt mốc 10 triệu người đăng ký. Nó được làm bằng kim loại mạ bạc inset với một mảnh lớn của thủy tinh thể trong hình dạng của một tam giác nút play. Tính đến tháng 2 năm 2020, có 566 kênh đã đạt được mốc này. Thứ tư là giải thưởng nhà sáng tạo nút play đặc chế hoặc là giải thưởng nhà sáng tạo nút play ruby dành cho kênh vượt mốc 50 triệu người đăng ký. Tính đến tháng 6 năm 2021, có 24 kênh được nhận phần thưởng này trên toàn thế giới. Và thứ năm, giải thưởng nhà sáng tạo nút play kim cương đỏ dành cho kênh vượt mốc 100 triệu người đăng ký. Tính đến tháng 3 năm 2021, có 4 kênh nhận phần thưởng này trên toàn thế giới. Rồi thì YouTube chỉ có 5 nút như thế, 5 nút để thưởng cho YouTuber khi đạt được tới ngưỡng người đăng ký. Thứ nhất, nút bạc 100.000 người đăng ký. Thứ hai, nút vàng 1 triệu người đăng ký. Thứ ba, nút kim cương 10 triệu người đăng ký. Thứ tư, nút ruby 50 triệu người đăng ký. Và thứ năm, cao nhất, nút kim cương đỏ 100 triệu người đăng ký. Xin cảm ơn mọi người đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.